Hai máy bay. Máy bay còn đang khôi bay xa. Chào các bạn, mình giới thiệu đây tên là Bốn. Mình 5 tuổi. Mình sẽ sửa một máy bay phản lực. Không ai sẽ tìm nổi được nha. Ok, bắt đầu. Xin mời bạn Bốn sửa máy bay phản lực nào. Em Bốn là một tay sửa giấy mới nổi trên màn ảnh của các bạn. Một tay sửa giấy cử phách với hàng nghìn chiếc máy bay bay xa, bay mãi không rơi. Bây giờ bạn Bôn sẽ biểu diễn một máy bay phản lực. Đầu tiên là một tờ giấy A4 nhỉ? Phải không bạn Bôn? Phải, con dây. Bước đấy là bạn đang làm gì đấy? Xung quanh bạn Bôn có rất nhiều khán giả anh. Đó là khán giả anh Khôi và khán giả anh Sáng. Anh Sáng chào mọi người đi. Hello. Hello mọi người. Đấy. Hello mọi người. Đó, nói bé thôi. Có rất nhiều khán giả đang ngồi vây quanh em Bôn để nghe em Bôn hướng dẫn cách xếp máy bay phản lực. Rồi. Bay rồi. Để giấy A4 gấp 4 rồi. Tiếp theo bước. Rồi, bây gấp phía trên lại đúng không? Gấp cho nó ngay ngắn đúng không? Bên cạnh em Bôn đang có em Lạc vừa mới thức giấc các bạn ạ. Thức giấc nên phải học chứ. Nên em Bôn thức giấc nó học nữa. Đấy, em Bôn vừa xin gấp lại rất là ngay ngắn đấy. Rồi, gặp lại tiếp tục. Thì ra là đây. Cái này có giống máy bay của anh Bách không nhỉ? Bạn Bôn nhỉ? Không. À, không giống à? Hơi bị giống á. Này chắc là bạn Bôn vừa mới sáng tạo ra đây các bạn ạ. Các bạn có thấy ở phía xa xa là anh Sáng đang xếp theo sự hướng dẫn của thầy Bôn không? Em Bôn chứ. Em Bôn, ok. Đấy, thấy không? Em Bôn làm việc rất là ngay ngắn. Rồi, sau là anh Khôi làm được kịp không? Rồi, bây giờ lại mở ra tiếp. Nào, làm theo nhanh. Lại một bước nữa. Cái này là máy bay phản lực đấy các bạn ạ. Gấp cái này đúng cái mép. Rồi, hơi khó gấp cái này vào mép ở ngoài đấy. Cái này hơi khó làm nhưng nó phải cẩn thận nhá các mọi người. Đúng rồi. Rồi. Em Bôn cứ làm đi, các anh làm theo yên tâm đi. Rồi, gặp lại tiếp. Rất là đẹp. Rất là nhọn các bạn ạ. Không, gặp lại nhưng mình chỉ tưởng như không ngon. Mình còn gặp lại em được. Rồi, miết cái này miết vào, miết to cho miết. Rồi, bắt đầu. Bước tiếp theo hơi khó này, gặp xuống này. Gặp thế nào đấy? À, cái điểm nhỏ này phải sát vào cái điểm cuối đấy. Em Bôn vừa làm vừa hướng dẫn mọi người đi, không thì mọi người không biết đâu. Rồi, gặp xuống rồi. Bắt đầu. Gặp phải cho căng thẳng đúng không? Cân đối. À, cân đối, ok. Nào, phải cho cân đối. Nào đấy, gặp lên. Chúng ta đang xem chương trình hướng dẫn trực tiếp của em Bôn. Em Bôn, thầy Bôn. Ôi, cái đi dài rồi. Chưa sửa rồi. À, sau đó gặp lại cái này rất là khó các bạn ạ. À. À, đây còn gặp lại nè. À, phía sau là học sinh đang khôi đang làm theo gần đúng. Cái này sẽ được up lên YouTube cho chị họ cùng xem nha các bạn. Gấp cái ni bốn nhẹt vô trong đi nào. Nhẹt vô bước này khó này. Nào. Bước này mà đang khôi mà không làm theo được là không làm được đây này. Cái ni dè mà.
một việc khéo là phải gấp một cái may vô được. Phần lực này khá là phức tạp các bạn, rất là nhiều chi tiết đòi hỏi đủ chính xác, thật là cao. Được rồi. Một người là gấp lại làm gì? Gấp đôi lại các bạn. Hai chiếc cánh máy bay xem nó có cân căng thẳng không nào? Cân đối. À cân đối. Do biệt nói chứ chẳng nữa. À đối từ nhầm. Cân đối là căng thẳng. Thì là phim máy bay ai chị cháu đúng không ạ? Không. Ok. Thì nó có phim máy bay ai cháu đúng không? Có, thì nó ra sáng với đường ký để bố quay tiếp cái này xem. Bố tâm dưng nha. Khoan hả, chứ đã xong đâu. Thì nó xong, xếp xong thì tâm dưng. Cái nhí chưa xong, phải cân gấp cái nhí lên đấy nữa nè. Ờ, rồi, gấp tiếp đi. Gấp cái nhí. Đoạn này hơi khó đấy các bạn, bình giấy nó hơi cứng các bạn nhờ. Phía xa là học sinh Đình Sáng vừa gấp xong. Anh Sáng. Học sinh Anh Sáng vừa gấp. Anh Sáng. Nè, gấp à. Anh Dĩa Lan nè. Đúng rồi. Đình Sáng thật hơn nữa. Đình Sáng. Chúng ta bây giờ chuẩn bị ra xem. Trò xem thế nào nào. Xem hai học trò. À đây là học trò. À đây là hai học trò đang làm theo. Rồi tạm dừng nhá để ra xem. Đây bắt đầu. Bắt đầu máy bay thứ hai nào. Piu. Piu. Ba máy bay phản lực. Quay em bốn. Rồi đây là thầy Bôn nhá các bạn. Còn đây là hai học trò của thầy Bôn đang xếp máy bay phản lực nào, bay tiếp nào và hai ai xa nhất nào, bắt đầu. Một máy bay, hai máy bay của Đăng Khôi bay xa nhất. Thôi xong rồi nhá.